Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Ok, bắt đầu nha các anh chị, mình sẽ làm bài tập. Hôm nay sau khi làm xong hết mấy bài tập này thì hy vọng các anh chị nắm vững cái phần passive and active, ok? Thật sự ra mình làm cho biết thôi chứ khi mà mình nói chuyện á, các anh chị đừng có bao giờ dùng cái passive, ok? Mình nói cái gì thì mình nói thẳng vấn đề ra. Chỉ khi nào mà mình bực bội hay là mình muốn nhấn mạnh cái chuyện gì đó hay là muốn nói về một cái đề tài đó mà mình không có biết ai làm cái chuyện đó, okay, thì mình mới dùng cái passive. Ví dụ mình nói câu này: No one has introduced us to the ambassador so far. Không có ai mà giới thiệu chúng tôi tới cái tòa đại sứ không? Hay là tới, phải không? Tới cái người đại sứ không? Không có ai, cái mình nói cái chữ không có ai nó không có nghĩa gì hết trơn, không có cái người nào. Thành ra mình khi mà mình nói no one thì có vẻ như là nó nói trỏng quá đi, nói khơi khơi, nói không có rõ ràng gì hết. Thì lúc này mình mới dùng cái passive để nhấn mạnh chúng tôi không có được giới thiệu tới cái tòa đại sứ gì hết, là khá như vậy. Thì dĩ nhiên hỏi ai biết ai. Ok rồi, bây giờ bắt đầu làm nha các anh chị, bắt đầu làm bài tập. Trước khi làm tiếng Mi nhắc lại nha, rất là dễ. Muốn đổi một khi active sentence to passive, ok, the first we take the direct object hay là object and make it subject, right? Bắt đầu lấy từ lấy cái gì tốt từ làm chủ từ. And the next step is we repeat all the helping verb. Nghĩa là mình sẽ lặp lại, mình sẽ viết lại tất cả những cái trợ động từ có, nếu có. Right. Rồi kế đó mình mới áp dụng công thức, phải không? We use the formula be and past participle. Ok, rồi kế đó mình sẽ áp dụng công thức, phải không? Be and past participle. Right. Cái be đó thì mình sẽ we have to put the verb to be into the same tense as the active verb. Có nghĩa là cái động từ to be đó mình conjugate nó, có nghĩa là mình chia theo cái động từ chánh trong cái câu active. Nếu mà động từ chánh nó ở thì hiện tại thì be nó sẽ ở thì hiện tại. Nếu mà nó ở thì continuous thì be nó cũng sẽ ở thì continuous là being. Right? Còn nếu nó ở thì quá khứ thì be nó sẽ là were hoặc là was. Còn nếu be nó ở cái thì perfect thì be nó sẽ là been. Thấy như vậy mình phải chia theo cái thì của cái động từ chánh ở trong cái câu active. And then we add the past participle of the active verb. Past participle có nghĩa là we add the ed for the regular verb. Or we use the third column in the irregular verb. Có nghĩa là cái past participle của cái động từ chánh ở trong cái active sentence đó, thì nếu mà nó là động từ thường thì mình thêm ed. Còn nếu mà nó là động từ bất quy tắc thì mình phải viết nó ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Ví dụ như were, when, gone. Ngay chỗ đó mình sẽ dùng chữ gone. Nếu mà động từ chánh là động từ to go. Ok. Thấy như vậy. Ok. Không dám dạy đâu, chỉ chia sẻ thôi. Ok, đó là những cái step mà mình phải follow to change from active to passive. Ok. Rồi, các anh chị sẵn sàng chưa? Bắt đầu chưa? Ôn lại chút xíu nha, tại hôm nay là cái ngày cuối cùng mình làm cái phần này. Ok. Are you ready? Once a week, Tom cleans the house. This is present tense, phải không các anh chị? This is the present tense. Anh chị đổi câu này đi. Trước nhất mình sẽ lấy tốt từ làm chủ từ, phải không? Cái once a week đó là một cái clause. I mean đó là một cái phrase. Mình sẽ lặp lại cái
tất cả những cái phrase trong câu luôn nha các anh chị. Các anh chị để trước cũng được, để sau cũng được. Once a week. Rồi, lấy túc từ là the house become the subject. The house. And trong câu không có trợ động từ phải không? Thành ra mình áp dụng công thức liền. Động từ to be chia theo cái động từ chánh, nghĩa là cleanse, chia theo thì của động từ chánh là hiện tại, thành ra be cũng sẽ ở hiện tại, sẽ là is. Động từ to be phải chia nha các anh chị. Rồi, phải chia theo cái chủ từ the house is. Rồi past participle của động từ to clean là cleaned. Mình chỉ thêm ed thôi, tại đó là động từ thường, regular verb, right? Is cleaned, okay? And dĩ nhiên mình phải để by term. Đây là bắt buộc phải để nha. Tại vì nếu mà không để by term thì người ta đâu biết by term hay by Michael hay by Timothy là cái gì vậy. Nên bắt buộc phải để by term. Okay. Cái proper nouns phải để vô. Khi đó là thì simple present. Bây giờ qua present continuous. Okay. Right now, Sarah is writing the letter. Đây là cái thì này gọi là present continuous. Các anh chị đổi đi. Ok, các anh chị đổi con này đi. Right now Sarah is writing the letter. Xem, mình sẽ lặp lại right now. Túc từ là the letter. Ok. Có trợ động từ phải không? Có động từ, có trợ động từ là chữ is. Mình phải lặp lại cái trợ động từ đó, phải không? Rồi mình mới dùng công thức là be and past participle. Be chia theo thì của động từ chánh. Đó là thì continuous, đó là writing. So be sẽ trở thành being, phải không? Okay. Rồi past participle của động từ to write là write, wrote, written, phải không? So cái câu nó sẽ là right now the letter is being written by Sarah. He, đó là cái thì thứ hai là present continuous. Bây giờ qua cái thì thứ ba. Mình thử làm hết 12 thì coi làm sao, ok? Cái thì thứ ba mình gọi là present perfect. Cái chị nghe lớn mà phải không? Nghe bự mà phải không? Present perfect là thì hiện tại hoàn thành. Many tourists have visited that castle. Có nhiều du khách thì đến thăm cái tòa lâu đài đó. Ok, cái tòa lâu đài đó. Các anh chị làm câu này nha. Đây là the present perfect. Ok, many tourists have visited that castle. Yeah. Mình sẽ lấy túc từ the castle. That castle. Rồi trong câu nó có trợ động từ to have, phải không? Thành ra mình sẽ giữ lại cái trợ động từ đó và chia theo cái chủ từ mới là that castle, là the third singular person. Person đây mình dịch là ngôi thứ chứ không có dịch là người ta nha các anh chị. That castle là ngôi thứ ba số ít, thành ra động từ to have sẽ trở thành là his. Trợ động từ sẽ trở thành là his. Right? Rồi cái have visited, cái động từ chánh, nó ở cái thì perfect phải không? Right? Perfect là past perfect. Thành ra động từ to be cũng phải chia với cái ở thì quá khứ. Thì động từ to be cũng phải chia với cái thì quá perfect chứ. That's right, perfect, right? Thành ra động từ to be, past participle của động từ to be là been. Right? Be, was, were, and been. Rồi động từ chánh là to visit. And the past participle của visit cũng là visited. Right? And by many tourists. Ok, đó là thì thứ ba. Bây giờ qua thì thứ tư. Cái thì này thường thường nó ít dùng. Ok, ít ai dùng tới. Nếu mà các anh chị có thể dùng được thì cứ dùng, nhưng mà thường thường ít ai dùng cái thì này. Đổi qua cái passive đó, không có ai dùng cái thì gọi là present perfect continuous in passive voice. Okay? Ít ai dùng.
Thí dụ như câu này, recently John has been doing the work. Ngay bây giờ, hiện bây giờ, John nó đang làm công việc, nó đang làm việc, phải không? Đang làm cái công chuyện gì đó, công việc gì đó. Rồi các anh chị đổi thì này đi. Trước nhất, okay, mình lập cái recently. Yes, okay, thường thường nó rất là mình đổi một cách gượng ép và không có ai nói cái như gì hết trơn. Bây giờ mình cứ là đổi thử nha. Okay, trước nhất mình lặp lại cái recently, right? Các anh chị làm theo tiếng Mỹ đi. Please. Rồi cái túc từ sẽ trở thành cái chủ từ. Túc từ là the work, phải không? Các anh chị làm theo tiếng Mỹ đi, please. Recently the work, right? Rồi mình lặp lại cái trợ động từ. Trong câu có bao nhiêu trợ động từ? Trong câu có bao nhiêu helping verb? Có bao nhiêu? Hai phải không? Là has and been, phải không? Has and been. So mình lặp lại cái hai cái trợ động từ đó là the work has been done, right? Rồi sau đó đó mình mới dùng công thức, áp dụng công thức là động từ to be, phải không? Động từ to be sẽ chia theo cái thì chánh của cái động từ, chia theo cái thì của động từ chánh là doing, phải không? Phải không các anh chị? Là doing, right? Thành ra mình sẽ để là has been being. Các anh chị thấy không? Has been còn being nữa. Okay, đây là một cái cách gượng ép. Chị thấy không? Rồi, tiếp tục là động từ to do. Là động từ chánh phải ở cái thể mà past participle. Do the done, phải không? Do the done. So nó sẽ là trở thành done, right? So the work has been being done by John. Không có ai nói như vậy hết trơn. Okay. Nếu mà phải chia thì mình cũng cứ chia theo, mình cũng cứ đổi ra passive mà không có ai nói như vậy hết trơn. Nói như vậy là người ta nói chuyện một cách cù kỳ gì đó, cầu kỳ, kỳ cục, hay là funny, hay là đại khái như vậy. Okay. Show off. Okay. Ta sẽ nói mình nói như vậy á. Không có ai nói như vậy hết. Các anh chị nhớ điều này nha. Cái past perfect, cái present perfect là quá, cái perfect là quá lắm rồi. Qua cái perfect continue, không có ai nói như vậy. Okay. Okay, now next one. Bây giờ tới cái simple past. Giờ bốn thì hiện tại rồi rồi. Bây giờ qua bốn thì quá khứ. Sam repaired the car. Simple past rất là đơn giản. Sam nó đã sửa chiếc xe rồi. Giờ các anh chị đổi đi. Thứ nhất mình lấy túc từ là the car làm chủ từ để vào phía trước, right? So the car. Rồi trong câu nó có trợ động từ không? Không có, right? Thành ra mình áp dụng công thức liền. Động từ to be cộng với past participle. Be nó ở cái thì quá khứ của động từ chánh là repaired, right? Thành ra be sẽ trở thành was. Tại vì chia theo cái chủ từ là the car, chủ từ mới đó, right? Sẽ là was. And repair đây, cái past tense and past participle nó giống nhau, có nghĩa là nó thêm ed. And then mình lặp lại cái repair. And bắt buộc phải để by Sam. Okay. Nếu không by Sam, ta đâu có biết by Sam hay là by Michael. Ok, rồi bây giờ đó là cái thì thứ nhất của past. Giờ cái thì thứ hai của past continuous. Mình làm hết 12 thì thử coi làm sao nha các anh chị. Nó cũng rất là dễ thôi. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. Cái người bán hàng đang giúp khách hàng. Khi mà cái tên trộm, tên cướp á, cái tên cướp đó, nó vô tiệm. Các anh chị thấy có hai cái mệnh đề. There are two clauses in the sentence, right? Có hai cái mệnh đề. Mình coi cái mệnh đề nào chánh mình chia nó. Okay. Có nghĩa là cái nghĩa nào là cái nghĩa chánh thì mình đổi nó thành cái passive. Right? Thường thường đó mình gọi cái time clause á là nó chỉ bổ nghĩa cho cái main clause thôi. Các anh chị hiểu không? Cái mệnh đề mà chỉ về thời gian thường thường nó bổ túc thêm cho cái mệnh đề chánh thôi. Okay. Có nghĩa cái gì mà nó bổ túc nghĩa là nó phụ,
mà nó phụ thì không có cần thiết. Tức là mình đang nói về cái người bán hàng và đang giúp cái người khách hàng, cái như vậy. Thành ra mình sẽ chia cái mệnh đề chánh là mệnh đề thứ nhất, right? Ra mình lấy cái tức từ của mệnh đề thứ nhất là the customer, ok? Rồi trong câu nó có trở động từ là was, phải không? Mình lặp lại cái trở động từ đó. The customer and the salesman, nó là the singular person. So trở động từ nó sẽ ở số ít luôn là was. Đấy, lặp lại cái trở động từ. Rồi bây giờ mình mới áp dụng công thức B chia theo cái thì chánh của cái động từ chánh là helping, là continuous. Thành ra B sẽ trở thành being, ok? Rồi động từ to help, động từ to help là động từ thường, past participle chỉ cần thêm ed mà thôi, right? Rồi mình sẽ lặp lại cái by the salesman and lặp lại cái time clause, ok? So Mr. Symbol đúng, heo trắng đúng, Điền Nam Bình đúng, các anh chị đều đúng hết, right? Rồi các anh chị biết làm rồi phải không? Đó là thì thứ hai hay là thì thứ sáu của 12 thì. Bây giờ qua past perfect, phải không? Thì thứ bảy. Past perfect. George had repaired many cars before he received his mechanic license. George thì nó sửa rất là nhiều chiếc xe trước khi mà cậu ta nhận cái license, giống như cái certificate vậy. Trước khi cậu ta nhận cái gì license, tự nhiên gì là gì các anh chị, giống như cái certificate vậy đó, cái bằng đó, cái bằng sửa xe đó, giấy chứng nhận đó. Và cái license là cái bằng, mình tạm dịch là cái bằng đi, cái bằng để sửa xe đó. Okay. Cái chứng chỉ và cái chứng chỉ á, vậy là cái chứng chỉ, cái giấy phép đó để sửa xe. Rồi các anh chị đổi câu này đi. Trong câu nó cũng có hai mệnh đề phải không các anh chị? The main clause and the time clause. Time clause là những cái mệnh đề chỉ về thời gian, khi nào, đại khái như vậy á. Thường thường đứng trước là chữ before, chữ when, chữ after, đại khái như vậy. Okay. So mình sẽ đổi cái mệnh đề chánh là mệnh đề đầu tiên. Many cars, lặp lại cái trở động từ had, phải không? Rồi, repaired là perfect, phải không? Had repaired. Thành ra động từ to be sẽ cũng là perfect luôn. I mean, participle, past participle là been. Right? Động từ chánh là past participle, phải không các anh chị? Là động từ to be cũng sẽ ở cái past participle là been. Rồi repair sẽ trở thành, mình lặp lại, and by George, dĩ nhiên phải lặp lại cái proper name của người ta, rồi lặp lại cái time clause luôn. Bây giờ qua cái thì thứ 8 của cái thì past. Cái thì này, nãy tiếng mình nói rồi, present, past hay là future. Cái thì này là một cái thì gượng ép. Mình nếu mà mình bắt buộc phải đổi thì mình đổi thôi. Nhưng mà không có ai nói cái cách này hết trơn. Okay. Cái cách nào thì để các anh chị làm đi rồi các anh chị sẽ thấy. Chef Jones had been repairing the restaurant Fantasy Venus. Sorry, không thấy chữ phía sau. For 2 years before he moved to Paris. Người đầu bếp, và vậy là người đầu bếp tên John á, thì sửa lại cái những cái buổi ăn tối fantastic là ngon đó phải không? Cái gì dịch con này chúng tôi không thấy dịch. Dinner ở đây là giống như là cái menu vậy đó, về những cái món ăn buổi tối đó. Ok, tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời là dịch hay nhất á, của nhà hàng. Ok,
Nghĩa là ông ta sửa lại cái anh chị Diệp đi, sửa lại những cái buổi ăn tối một cách tuyệt vời cho cái nhà hàng của cái nhà hàng. Và chuẩn bị, have been repairing, I'm sorry, chuẩn bị. Không, cái này là repairing. Repairing là không, nhưng mà cái nghĩa này không phải là chuẩn bị. For 2 years. Okay, for 2 years. Các anh chị thấy cái chỗ này không? Chuẩn bị sửa chữa đó. Okay. Ở đây không có dịch là sửa chữa, sắp xếp á, sửa chữa chứ không có, I'm sorry, sửa chứ không có dịch là chuẩn bị. Ok, sửa chữa nghĩa là những cái món ăn hồi xưa đó nó không có ngon cho lắm, bây giờ ổng làm lại cho nó ngon. Thấy không, ở đây không có dịch là sửa soạn hay chuẩn bị được, mà có thể dịch là sắp xếp hay sửa chữa được. Các anh chị mở cái dictionary đi, tại vì một một chữ nó có nhiều nghĩa. Ok, điều chỉnh hay là sửa chữa hay đã khá như vậy. 2 năm lận ông ta làm cái chuyện này cho 2 năm lận. Ok, Jimmy mở từ điển coi nó có nghĩa gì xác hơn repair. Repair là to put in proper condition, có nghĩa là sắp xếp. Ok, sắp xếp. To get ready for eating có nghĩa là sẵn sàng. Ok, sẵn sàng hay là chuẩn bị. Các anh chị thấy nó có nhiều nghĩa. To put things or oneself in readiness, get ready, nghĩa là sẵn sàng. Khá như vậy. Đây mình nghĩ nó là mình nghĩ nó là to put in proper condition, có nghĩa là sửa lại cho nó đúng á, phải không? Sửa lại cho nó đúng á. Đây nó là to put in proper. Các anh chị hiểu phải không? Rồi bây giờ mình dịch, mình đổi ra đi. Đổi câu này nha. Cũng có 2 mệnh đề. Time clause before he moved to Paris và mệnh đề chánh. Ok. Thành ra mình sẽ đổi cái mệnh đề chánh. So mệnh đề chánh thì mình sẽ có là the restaurant's fantasies, dinners. Rồi, ở trong câu nó có 2 cái trợ động từ. Phải không các anh chị? Là had and been. Phải không? Nó có 2 trợ động từ. Nên mình sẽ lặp lại 2 cái trợ động từ đó. Right, là had and been. And then mình chia động từ to be theo cái thì chánh. Cái thì của động từ chánh là repairing. Đúng không? Nó là continuous. So động từ to be cũng sẽ là continuous being. Right? Rồi, cái repairing mình sẽ đổi thành trở thành là past participle. Tại nó là động từ chánh. Thành ra theo công thức thì động từ chánh phải đổi thành past participle nha, lãng tử. Okay. And nó sẽ là repaired. Mình thêm ed chứ không phải mình thêm ing. Lãng tử mới vô room bữa nay phải không? Hả? Phải không? Say yes đi. Phải không lãng tử? Phải không? Mới vô room bữa nay phải không? Answer me please. Yes or no, no, yes, 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 no. Phải không? Trả lời đi, please, lãng tử. Đâu dám trả lời, sợ ăn 2 trứng không gì lộn. Ok, rồi mình sẽ lặp lại cái mệnh đề, cái time clause, mệnh đề chỉ về thời gian, phải không? Thành ra cái câu mới mình sẽ có là như vậy, ok? Yeah, thường thường đổi là mình đổi cái mệnh đề chánh, ok? Cái mệnh đề phụ để thêm vô để bổ nghĩa cho cái mệnh đề chánh mà thôi. Thêm vô để bổ nghĩa cho cái mệnh đề chánh mà thôi. Phải không? Đồng ý không nào? Có nghĩa là không có nó cũng được, không sao hết trơn. Ok. Tại vì người ta muốn nói cái điểm chánh ở đây là ông ta sửa sửa lại cái những cái món ăn trong nhà hàng, phải không? Còn trước khi mà ông ta mua tới Paris là chỉ là phụ thôi, không cần. Đấy. Tại tại làm sao nó là phụ? Tại vì nếu mà nó không có cái chánh thì nó không có make sense. Khi không mình nói before he moved to Paris. Rồi sao nữa? Mình ngừng ngay chỗ đó. Nó không có nghĩa gì hết trơn, phải không? Trong khi đó, mình bỏ cái before he moved to Paris đi, nó vẫn make sense như thường. Phải không? Nó vẫn có nghĩa như thường.
Đồng ý không? Màu trắng, phải không? Right. Ok, thành ra cái câu sẽ đổi là: nhưng mà không có ai nói cái cách này hết nha các anh chị. Okay. Đổi thì đổi được, nhưng mà ít ai nói cái cách này lắm. Các anh chị mà nói cách này là Mỹ nó nói các anh chị nói chuyện cầu kỳ quá đi. Nói các anh chị nói chuyện điệu quá đi. Okay. Không dám nói điệu mà nói là điệu. Không dám nói điệu mà nói là điệu quá đi. Hay là show off quá đi. Có nghĩa là khoe khoang quá đi, khoe ra là mình học giỏi rồi này kia. Okay. Chứ mà không ai nói cách này, tại làm sao người ta không nói? Tại ít người biết cách này để nói, đâu ai, đâu có phải ai cũng học học grammar giỏi đâu. Phải không? Phải không các anh chị? Nhiều khi mình nói chuyện, nhiều người nói chuyện, người ta chỉ nói theo thói quen thôi. Chứ người ta đâu có nói theo sách vở đâu. Cái này nói theo sách vở phải không? Là ai mà nói gì mình nói rồi. Ok, show off. Có nghĩa là gì? Khoe khoang quá đi. Là khó như vậy. Rồi, mình học coi như 8 thì rồi phải không? 4 thì tương lai, I mean hiện tại, 4 thì quá khứ.